canxi hydroxynanoapatit. Canxi có vai trò quan trọng với sự phát triển chiều cao và sức khỏe xương của trẻ em. Không chỉ vậy, canxi là khoáng chất không thể thay thế cho sức khỏe răng miệng, tim mạch, sự tạo cơ, enzyme và các tế bào thần kinh. Canxi còn giúp điều hòa nhịp tim, giúp đông máu và dẫn truyền các tín hiệu thần kinh. Theo khuyến nghị của Bộ Y tế, thông tư 43 năm 2014, lượng canxi cần thiết cho cơ thể phụ thuộc vào độ tuổi, nhu cầu canxi của trẻ theo mỗi giai đoạn phát triển cụ thể như sau. Từ 0 đến 6 tháng tuổi nuôi bằng sữa mẹ cần 300mg, 1 đến 6 tháng tuổi nuôi bộ cần 400mg, 7 đến 11 tháng tuổi cần 400mg, 1 đến 3 tuổi cần 500mg, 4 đến 6 tuổi cần 600mg, 7 đến 9 tuổi cần 700mg. Thiếu canxi lâu ngày bé sẽ bị còi xương, co rút cơ và các bệnh lý khác. Mặt khác, thừa canxi cũng gây táo bón, đau xương, buồn nôn. Lượng canxi tích tụ sẽ vôi hóa thận, làm giảm hấp thu các chất khoáng khác như sắt, kẽm, magie. Vai trò của canxi nano đối với xương. Canxi hydroxynanoapatit là hợp chất có những tính năng đặc biệt. Chúng có hoạt tính và độ tương thích sinh học cao với tế bào và mô, không bị cơ thể đào thải. Canxi hydroxynanoapatit là thành phần chính của xương người và động vật, chiếm đến 97% trong răng và 70% trong xương. Canxi nano này có thể hấp thu trực tiếp nhanh qua niêm mạc lưỡi, thực quản và ruột non. Do vậy, nó ít chịu ảnh hưởng của dung dịch axit có trong dạ dày. Trẻ em khi thiếu canxi, xương nhỏ, yếu xương, chậm lớn, lùn, còi xương, xương biến dạng, răng không đều, răng dị hình, chất lượng răng kém và bị sâu răng. Vai trò của canxi đối với hệ miễn dịch. Canxi chính là yếu tố phát hiện sớm những tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể. Vì canxi giữ vai trò dẫn truyền thông tin thứ hai, canxi còn giữ vai trò kích hoạt năng lực di chuyển và năng lực bao vây, tiêu diệt vi khuẩn, độc tố gây bệnh của tế bào trắng. Canxi nano hydroxyapatit là hợp chất không gây độc, không gây dị ứng cho bé và có tính sát khuẩn cao, tăng cường tối đa khả năng hấp thụ của bé, làm giảm nguy cơ sỏi thận. Vai trò của canxi trong hệ thần kinh. Canxi có vai trò quan trọng trong dẫn truyền thần kinh. Khi cơ thể thiếu canxi thì hoạt động dẫn truyền thần kinh bị ức chế, chức năng hưng phấn và chức năng ức chế của hệ thần kinh bị suy giảm. Trẻ thiếu canxi thường có biểu hiện khóc đêm, đêm ngủ giật mình, hay quấy khóc, dễ nổi cáu, rối loạn chức năng vận động, không tập trung tinh thần. Vai trò của canxi trong các hoạt động của cơ tim. Canxi đóng vai trò khá quan trọng trong các hoạt động của cơ tim và chất dẫn truyền của hệ thần kinh. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu cơ thể bổ sung đầy đủ lượng canxi có thể làm giảm nguy cơ của bệnh tim và đột quỵ.